Chào mọi người, lại là Trung nha mọi người. Kênh máy khoan pin cũ. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên máy khoan bán vít hàng rời cho mọi người xem và lựa mua nhé. Thì hôm nay máy khá là đẹp nha mọi người. Máy hàng hôm nay khá là đẹp. Đấy, xả được ra một cái con khá là đẹp. Nó thì bụi bẩn thôi chứ còn về vệ sinh thì khá là đẹp. Và đây, số điện thoại liên hệ với mình 0854901685. Điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo nhé. Tốt nhất thì mọi người điện thoại trực tiếp, mà nếu như lúc đó máy bận hoặc là không nghe máy thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo nhé. Mình sẽ nhắn tin lại cho mọi người, nhưng mà nó rep nó hơi chậm tí, trả lời hơi chậm tí nên là mọi người thông cảm nhé. Và mọi người xem video thì ủng hộ mình một like này, like video ủng hộ giúp mình, chia sẻ video và bình luận đại cái gì bên dưới, chấm hay thả tim đồ gì bên dưới cũng được nha mọi người. Chấm mà dấu hỏi rồi gì cũng được, tăng tương tác video giúp mình nhé. Ok, ai xem mà có nhu cầu mua hàng thì điện thoại liên hệ số này. Đấy, liên hệ bằng số này, điện thoại trực tiếp hoặc Zalo. Còn không thì xem video, like video là đã ủng hộ mình rất là nhiều rồi. Mình cảm ơn rất nhiều nhé. Bây giờ mình sẽ vào việc. Thì đây, đây này, mình vẫn sẽ nói với mọi người. Đây, cái video hôm vừa rồi á, video hôm vừa rồi mình đúng như mình dự đoán luôn, là cái con này nè, con Hitachi 7V2 này siêu hot nha. Mà nói thực sự là con này á, giá mình bán á thì nó cao hơn những con 7V2 khác so với cái những con 7V2 mình bán, nhưng mà nó không hề cao so với cái giá trị của con này nha. Đấy, rất nhiều. Đấy, mình bán video hôm trước con 6 hơn con này, con 6 hơn con này. Đấy, và cái cò của nó cũng bị, mình nhớ là cái cò của nó cũng bị bẩn, nó kém tiếp xúc tí. Thì về vệ sinh kỹ lưỡng tí, nói chung nó cũng không sao, vệ sinh xong thì nó cũng ok như zin thôi. Nhưng mà có điều là nó riêng của con này thì mình chưa test, nhưng mà riêng của cái ngoại hình thì nó không đẹp bằng con này. Đấy, mà điện thoại hỏi con đấy quá trời trời. Đấy, hôm đấy mình nói thẳng luôn là con này không dành cho những người thích ham đồ rẻ. Đấy, tại vì nếu mà một người ham đồ rẻ hơn thì mình có thể mua những con 7V2 khác. Còn con này là dành cho những người chịu chơi và thích kiểu này. Con này giá trị lắm mọi người. Cầm nó đã cái tay mà nó kiểu cầm vào dùng nó chắc chắn mà nó sướng lắm. Nó gọn. Đấy, 7V2. Đấy nha, bây giờ mình sẽ test con này. Mình nói hơi nhiều về con này tại vì đấy, như minh chứng cho việc của trước là con này là lên phát là bán ngay luôn. Lên phát là bán ngay. Tại vì có những vị khách mà người ta không phải là chờ mua đồ rẻ, nhưng mà người ta mua cái đồ xịn nha mọi người. Đấy, con này mà chỉ cần bây giờ mình thử chạy ok là phải là 270. Bữa hôm con hôm bữa trước là mình bán máy là 230, nhưng mà con này thì nó mượt hơn. Đây này. Đây, cái này là nó bị bụi bẩn thôi nha mọi người. Về vệ sinh là ra này, mình lấy tay mình lau được này, thấy không? Đó, lấy tay mình lau được nha. Đó, còn con máy này rất là đẹp nha, chỉ là bụi bẩn thôi nha, chỉ là bụi bẩn thôi nha. Đó, ok, lấy thử. Ồ, ngon luôn. Đó, im ru luôn, thấy không? Quá là đã chưa. 22 cấp trượt, 1 cấp khoan, 1 con máy 7V2. Đã chưa? Đó, mình đang để cấp 1 nè. Đó, nâng lên rất là nặng. Đây, bên này có thể để cho mình dắt một cái đầu vít vào đây. Vít dài, vít ngắn gì dắt được hết nha. Để mình bỏ thử một cái đầu. Đây, mình có một cái đầu nó bị bể đây. Mình dắt luôn vào đây cho anh em xem. Đó, đó, chuẩn vị của nó đây, thấy chưa? Rồi, bây giờ cái này mình bỏ vào mình cho luôn nhé. Cái này thì còn một đầu này, đầu bên này nó bể rồi. Đầu bắt cái PH2 đây. Đó, đó, mình để luôn cái này đây. Mình dắt thử cho mọi người vừa y như thế này đó. Nha. Đầu này là cũng hàng bãi hết nha mọi người. Đó. Quá đã. Này, con máy này là con máy số 1, 270.000. Đó,
Nên mọi người đừng có so sánh cái hai con Hitachi này với những con 7V2 khác mình bán, người ta hỏi tại sao nó bán mắc bán đồ nha mọi người. Con này nó có giá trị của nó ai biết. Mình bán rồi, những con giá trị lẫn có giá tiền khác nhau là mình sẵn sàng. Và mình cũng ai cũng dùng rồi mới biết được nha mọi người. Đây. Một con 7V2 này của Ryobi. Đấy. Giá trị gần tương đương với con lúc nãy. Nhưng mà đấy, gần tương đương với con lúc nãy. 7V2 Ryobi, con mài máy rất là mới nha. Này, nhìn máy này, đó, vỏ bi mới căng luôn này. Thấy không? Đó, gỡ ra để đây. Đây. Cái phần su này thì nó móc móc bẩn bẩn ra, về vệ sinh là ok chứ, chờ mình lau thử cho mọi người xem này. Đó. 7V2, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, có chế độ nhanh chậm nha. Đấy. Tính năng, mọi người biết không? Con này có tính năng nó hơn cái con Hitachi lúc nãy là có chế độ nhanh chậm đó. Nhưng mà giá nó tương đương. Giá nó tương đương với con Hitachi. Là mọi người biết là con Hitachi đấy là nó VIP cỡ mô rồi. Thấy chưa? Con Hitachi đó mà có chế độ nhanh chậm hoặc có thêm đàn nữa thì giá 350-400 là bình thường nha. Đó. Đó. Đấy. Ok. Đấy, nhanh chậm. Quá đã. Mở đầu vô hai con 7V2 quá là đẹp nha. 7V2 quá là đẹp đó. Mà mình tin chắc rằng hai con 7V2 này nó sẽ đi nhanh thôi. Đó. Dành cho những khách chịu chơi và thích hàng 7V2 này. Hàng 7V2 mình đã giới thiệu với mọi người rồi. Cái máy á vôn nó đều có giá trị pin á, máy pin á, dù pin 7V2, 3V6 hay 9V6 mà 12V nó đều có giá trị riêng của nó nha mọi người, chứ không phải là mọi người bảo nó yếu. 7V2 nó dùng vào việc riêng của nó chứ đâu phải nó dùng như con 12V đâu mà mọi người đang yếu, đúng không? Con này 260.000 đó, 260.000. Nó dùng vào việc riêng của nó hết nha mọi người. Nó đi hoàn thiện hoàn đồ đâu có cần thiết phải dùng con 12V rồi đâu. Không thiết phải dùng con 12V nha. Cầm nó nặng nề mà nó gồ ghề nữa. Cầm 7V2 đi là sướng rồi, hoặc 9V6. Đấy, còn có những cái hoàn thiện nhỏ hoặc làm điện tử dùng 3V6. Đây tiếp hai cây này nữa nè. Hai cây này cũng rất là đẹp này. Cũng là Ryobi luôn. Đó, 12V. 12V. Khoan và bắc vít Ryobi 12V. Hai con này thì dòng tương tự như nhau. Đó. 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, có tính năng nhanh chậm đó như con 7V2 thôi, nhưng mà con này thì nó mạnh hơn đó, rõ ràng đó. Ngoại hình cũng rất là đẹp nha. Đây là bụi bẩn này, về mọi người đánh vệ sinh ra đó, mọi người nhìn con máy á, nhìn về cái trạng thái của nó, về xước xát hay tróc trước thôi, còn vấn đề bụi là về vệ sinh vô tư nha mọi người. Vào nước đồ là nó đánh đồ ra là nó sạch sẽ nha. Rồi, test luôn hai con này nhé. Đó, đàn đóm. Ồ, con này. Con này cái đào nó bị xích xích rồi nha mọi người. Về mọi người nè, xịt RB7 vào. Xong cái xả đi cái nhỏ xíu nhớt vào đây mọi người kìa. Gõ 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 cái chỗ này cho nhớt nó ngấm vào nó trơn ra nha mọi người. Đó. Còn hiện tại thì cái ba cái chân này nó đang bị xích. Đó. Chạy thì cũng được thôi mà lâu. Nó khô là bắt đầu mình làm khó, mình mới xịt rồi vải cho nó nhả cái oxy hóa ra một tí rồi. Đó. Ok. Thì có thế thôi, máy rất là êm nha. Rồi số 3 mình đã bảo hôm nay là đau nó đẹp không à. Số 3
Số 3, con này 330.000. Số 3, 330.000. Đó. Mọi người đừng có nghĩ là với con 7V2 đã 260.000 rồi thì thêm mấy chục nghìn vào mua luôn cái con 12V cho nó mạnh. Đó. Thật ra cái suy nghĩ đó nó không có đúng mọi người. Nó không có phù hợp máy. Tại vì như thế này nè, mọi người phải nhìn vào cái công việc của mọi người. Đấy. Ví dụ như mọi người là làm chủ yếu là về đi hoàn thiện hoàn đồ á, thì mọi người tốt nhất nên dùng cái con 7V2, đúng không? 7V2 cho nó nhẹ nhàng, về lâu về dài nó vẫn sướng, lợi sức hơn. Đấy. Yeah. Chứ ông đừng có cố cái là mua thêm con 12V cho nó mạnh rồi để mình dùng thêm việc này việc kia nữa. Thực ra nó không có đáng, thêm bao nhiêu tiền thì nó không có đáng. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ, mọi người đi làm công trình, mọi người cứ vác cái máy nặng 12V nó nặng hơn hẳn con 7V2, mọi người cứ đi mãi. Đấy, tính ra mọi người bỏ ra mấy chục ngàn đấy để làm cái gì, đúng không? Nó không có đáng đâu. Nếu mà mọi người cái công việc cần tới 12V thì mọi người dùng 12V. Còn cái công việc mà chủ yếu mọi người dùng 7V2, mọi người nên dùng 7V2 thôi. Đấy. Mình thì con này cái bị cứng cái nút đảo chiều rồi mọi người. Cứng cái nút đảo chiều rồi. Em đãi thử. Bị bẩn này, bẩn luôn chắc này. Đây. Chắc bị mắc kẹt vào đây, nó bị cứng cái nút đảo chiều rồi. Này, cứng cái nút đảo chiều mình không đãi được nên là cò chưa bóp được này, nó nằm ở giữa này. Đó, cái khóa cò của cái máy này nó hay ở chỗ là nếu đảo chiều nó có ba nắp, nắp trái, nắp phải và nắp giữa. Nếu như nằm ở nắp giữa có nghĩa là nó khóa cò luôn nha. Đấy. Nên mọi người, nhiều anh em xài máy khoan cũng không để ý những con có cái nắp giữa này nha mọi người. Nắp giữa này là lắc để khóa cò nha. Đó, tránh trường hợp mà để trong đồ nghề á, nó cắn vào cái cò này, nó chạy máy mà không biết nè, nó hết pin ấy. Đây, con này nó đang bị kẹt ở cái nút ở giữa luôn này, nó không ấn vào được. Nó rồi về mọi người tự test ấn cò thôi. Đó, còn con máy này nè mọi người, đẹp, nhìn thấy nó đẹp chưa? Ok, thằng cãi gì nữa, đào cũng hơi rít, xoay thì được đây. Này, xoay thì được, hơi rít về vệ sinh nhỏ xíu nhất vào nha. Đó. Đó. Thấy không? Ok. Rồi. Này, bỏ pin. Bụi. Con này đúng là bị bẩn cò rồi. Rồi. Con này số 4. Đây, mình chưa thử được, mình bán chưa chạy nha. Con này số 4. 220.000. Đó, 220.000. Ok. Đúng ra là mình đáng đó, con này 240 đây, nhưng mà cái cò nó hơi bị bẩn, mọi người về vệ sinh kỹ tí. Đó. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là Natio Nan này. Natio Nan thì đây, con này. Đây là con 12V Natio Nan AZT604. Con này đây, Natio Nan. Máy gọn, tốc cao nhá, khỏe nhá. Đấy, con này thì ưu điểm rất là nhiều. Đó, máy gọn tốc cao. Đó. Con này thì mọi người biết lợi thế nhất của nó là gì? Nó rất là lợi pin. Rất là lợi pin. Con này nó gọn, nó tốc cao, nó ăn pin ít lắm mọi người. Nó, con này thì nó ưu điểm nhiều lắm. Có điều á, quả pin 12V thì mọi người biết rồi, nó nặng. Quả pin 12V thì nó nặng hơn so với con 7V2, đúng không? Nó nặng hơn so với con 7V2. Nên tốt nhất là nếu mọi người làm hoàn thiện thì mọi người, ví dụ như con này nè, mọi người dùng khoảng cỡ 60 hoàn thiện, 40 làm việc nặng hơn thì mọi người xài con này. Đó, nó cũng gọn. Chỉ có điều là, đây, cầm con này thì như thế này thì cũng như con 7V2 thôi, nhưng mà gắn quả pin vào thì nó nặng hơn. Nhưng mà được cái mọi người biết không, do cái pin đời cũ là pin niken thì nó nặng thôi, về mọi người đóng lên ly ông thì cũng nhẹ túc, nó cũng nhẹ nhá. Ai đã từng mà xài con này rồi nhìn phát là mê. Ồ,
Đó, lúc nãy nè, lúc nãy cái chỗ đào này nó hơi bị rít chứ, lâu ngày nó cái dầu mỡ nó khô, đó nó rít, đó nó đá mấy cái búa cái nó ra cái rít đó rồi giờ này nó chả đá không, em ru luôn. Đã chưa? Sướng. Đấy. Đúng là vẫn là đỉnh cấp. Nationale mọi người biết bây giờ là hãng gì không? Nationale là Panasonic. Đấy, Nationale là Panasonic chứ là gì mọi người? Đây. Ok. 12V máy chạy nha. Máy gọt. Con này con số 5. Số 5. Con này 350.000. Đó, 350.000. Đấy, giờ là con này cũng rất là hot. Nationale thì hầu như là nó đã hết mọi người. Thấy Nationale là thấy vừa thương hiệu mà vừa bền bỉ vừa đã nè. Đấy. Tiếp theo là con này 12V luôn. Con này thì mình giới thiệu biết rồi. Hôm nay thì con máy này là rất là đẹp nha. Con máy này rất là đẹp trong những con đời này. Hôm nay gặp đây thì một con. Đấy, đẹp ra được một con. Con này là con AZ6401. Thì như mọi người đã biết, những video trước mình đã giới thiệu về con này rồi. Nhưng mà không biết mọi người có để ý không, những con 12V như thế này, 12V, 19V6 nhiều. Thì con này nổi trội là gì? Là đầu kẹp rất là xịn nha. Đầu auto lock kẹp rất là xịn nha. Trước tiên mình che lại cho mọi người xem cái độ khít của nó nè. Đó, thấy không? Đầu kẹp auto lock. Và nó là ngắt lực nha mọi người, ngắt lực. Đây, như những con này, như những con này là cấp trượt nha, cấp trượt. Đó, cấp trượt thì mọi người biết rồi, nó chạy xong mình giữ cái đầu lại, nếu mình chỉnh cấp trượt mình giữ cái đầu tới cái lực là nó sẽ trượt, motor vẫn chạy nhưng mà đầu nó trượt qua nó không chạy nữa, nó bảo vệ vít và vật liệu. Còn con này là nó ngắt luôn, motor nó tắt luôn, motor nó tắt hẳn luôn, khi nào mình nhả cò ra mình bóp lại thì nó mới chạy. Đó. Đó là ngắt lực. Và tính năng ngắt lực thì mọi người biết rồi, nó xịn hơn nhiều so với trượt nha mọi người. Ô, con này nè, còn luôn cái đầu vít ở đây nè. Máy đẹp. Đầu vít ở đây luôn. Đó. Thấy không? Sẵn cái đầu vít ở đây luôn. Ok. Đó, ngắt nè. Đây, với mình chỉnh lại, mình chỉnh lại cái chế độ khoan này, mình thử cái đầu lại cho mọi người đã. À, chuyển qua. Ok. Đó, đào nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh ngắt nè. Để cấp 1 chỉnh cho mọi người xem. Đó, thấy không? Tới cái lực nó, đó, nó ngắt luôn nha. Máy nó ngắt hẳn luôn nha. Chứ không phải là nó chạy trượt đâu. Đó, tăng lên. Đó, giật mạnh hơn. Đó, ok chưa? Rất là đã. Có chế độ nhanh chậm nha. Rồi, quá là đã cho con này. 12V, máy đẹp. Con này con số 6. Số 6. Số 6 con này là 450.000. Đó, 450.000. Đầu auto lock 22 hả, đúng không? 21 cấp ngắt lực. Đó. Nationale nữa. Máy êm. Rồi, không có gì để nói nhiều về con này nữa. Đây cũng là cái con ngắt lực, đây cũng là con ngắt lực. Đó, 21 cấp ngắt lực đầu auto lock, nhưng mà con này là 9V6 thôi. Đó, ai dùng hoàn thiện nhẹ nhàng hơn thì dùng con này, còn dùng con 12V kia thì nó nặng hơn tí. Đấy, dùng 9V6 thì nó nhẹ nhàng hơn và pin nó xài được lâu hơn. Ý là nó nhẹ pin hơn. Còn 12V thì xài nó nặng hơn. Ok. Về đóng pin 9V6 hay 12V nó cũng đều là đóng pin 12V hết nhiều người. Đây, dùng 9V6 thì nó lâu dài pin hơn. Đó.
Đó, ngắt lực luôn, đang ở dưới số máy này, số 9, ngắt lực số 9. Ok. Đó, không cần thiết phải bàn cãi gì nhiều nữa. Đó, nhắc chế độ chậm, bây giờ chế độ nhanh. Rồi. Tiếp số 7. Đấy. Số 7. Con này 350.000. Đó, thấy chưa? Rồi, cách nhau với 12V, tại vì con này thì đúng ra con này thì cũng 390-400, nhưng mà có điều con này nó không đẹp bằng con 12V lúc nãy thôi. Đó, nên nó 350.000. Thế thôi. Video hôm nay là video vừa máy đẹp mà máy ngon nữa mọi người. Đây con này thì ngoại hình cũng gần tương tự như con lúc nãy. Đó, không nói gì thêm nữa nhé, ngắt lực nha. Đầu auto lock ngắt lực có chế độ nhanh chậm. Ai chưa dùng có thể mạnh tay chi tiền xài con ngắt lực này về thử nha mọi người. Nếu mọi người đã xài ngắt lực rồi là chắc là mọi người xài gấp trượt mọi người không thích nữa. Vì ngắt lực cũng sướng hơn nhiều mà. Đó, thấy không? Đó. Đang ngắt lực cấp 1 này nó nhạy quá, thấy không? Đó, mình chuyển đây. Rồi, đây là cấp khoan luôn. Đó. Chế độ nhanh chậm. Rồi. Đây. Nhiều anh xài độ bãi nhưng chưa bao giờ được dùng tới cái tính năng ngắt lực này. Giờ những con máy mới rồi giờ trừ nó ngắt lực rồi nó mắc tiền đó nha mọi người. Con này là con số 8, 350.000. Số 8, 350.000. Đấy, ngắt lực nó vừa bảo vệ motor, vừa bảo vệ đầu vít, vừa bảo vệ nhông, mà vừa là đỡ hao pin, nó lợi đủ thứ ấy. Rồi bây giờ đến Makita, à có hai con. Hôm nay thì có hai con này cũng khá là đặc biệt, mình sẽ quay trước nhé. Những con kia thì mấy video trước mình cũng có rồi. Hôm nay mình sẽ quay đặc biệt hai con này. Trước tiên là con này. Con này là con khoan và bắt vít gốc, dùng mũi đuôi lục giác nha mọi người, dùng mũi đuôi lục giác. Thì đây là con Hitachi 9V6. Về mọi người đóng pin lên cũng 12V thôi. Và bây giờ mình sẽ cho luôn đây. Mình cho luôn mọi người một cái vỏ pin 12V. Về đóng thêm, thích thì đóng cái vỏ này, không thì mọi người đóng cái vỏ này. Đó, được chưa? Nhưng mà tốt nhất là mọi người về đóng luôn cái vỏ này cho nó rộng rãi, mà xài lâu, nó được nhiều pin, dung lượng được nhiều pin, được ok chưa? Đó. Và mình chỉ luôn cho mọi người này, cái cục pin 9V6 với cục pin 12V dạng này của Hitachi nó chỉ khác nhau chỗ cái điểm này nè, cái mớp chỗ này nè. Đó, chỗ này không có, chỗ này mớp có, đúng không? Thì mình chỉ luôn cho mọi người là trong cái họng này nè, trong cái họng này chỗ này nó có một cái mớp lồi ra, mớp nhựa, người ta làm mớp nhựa nhỏ nhỏ thôi. Đây, mớp nhựa nhỏ nhỏ chỗ này, hay thì khó nhỉ. Cho mọi người thấy dễ không? Đây nè, mọi người thấy không? Đây nè, ngay cái tay mình chỉ ra nè, ngay cái đầu tay này có một cái mớp nhỏ nhỏ này. Thì mọi người về lúc mọi người tháo ra, mọi người vệ sinh á, mọi người lấy cái dao hay lấy kìm mọi người cắt cái đó đi, là mọi người sẽ nhát được quả pin này vào, được chưa? Cắt cái đó đi, mọi người sẽ nhát được quả pin 12V vào bình thường thôi. Rồi. Thì con gốc này thì mình nhiều anh chưa gặp thì mình sẽ nói là gốc này á rất là tiện dụng nha. Xài ở những nơi mà chặt hẹp hoặc là mở ốc dưới gầm dưới đồ á rất là đã nha mọi người. Mở ốc gầm đồ. Chứ những con này ví dụ gầm xe đồ, gầm mà thấp đồ đó, nó dài thấy không? Đó. Dài rất là nhiều, có hồi dài hơn gấp đôi luôn. Rất là vướng, con gốc này vừa khoan và vừa ấy, những cái nơi hẹp đồ rất là thích cho mọi người. Đó. Còn lại bắt những chỗ khác vẫn bình thường. Đây, như thế này, đại bà. Ok. Đấy. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ test con này xem thế nào. Ok.
Ok. Đảo chiều. Rồi. Hitachi khoan bắt vít góc. Đó. Còn xài bình thường. Bình thường thì tất nhiên nó đều có tính năng của những con máy bình thường, nhưng mà được cái là nó dùng ở những vị trí góc đồ nữa nha mọi người. Đó, nó hơn tính năng rồi đấy. Ok. Đây, thêm có vỏ bình 12V nữa vào đây. Ok chưa? Con này là con số số máy là số 9. Số 9. Con này 390.000. 390.000 nha. Một con máy góc. Đây, có cả cái pin này nữa nha mọi người. Đó. Còn ai mà không lấy cái quả pin, ai mà không lấy quả pin 12V này, đó thì mình lấy con máy này 350. Ok. Đó, lúc mà giờ bây giờ giá là có quả pin này luôn nhá. Khi mà mọi người mua hàng á, mọi người có thể nói với nhân viên bán hàng á, mà nói với bên bán hàng á là mình không lấy cái quả pin thêm, không lấy quả pin 12V thêm thì sẽ lấy giá là 350.000, thì để nói như thế là khi nhân viên người ta nhắc là mình sẽ nhớ, mình sẽ trừ ra cho mọi người nhé. Ok. Rồi tiếp theo, đây. Đây thì có lẽ là những một con máy mà chắc là cũng rất là ít những người xài đồ bãi mà đã được dùng tính năng này. Có nghĩa là con này thì tính năng nó vẫn như những cái con máy khoan và bắt vít khác thôi. Đó, đó là con này là con máy 12V Makita thang rời thang ngoài. Dùng mũi là dùng đuôi lục giác, mũi đuôi lục giác nhé. Có búa. Đó, trước tiên là mình nhắc với mọi người là những cái con mà đầu những cái con đầu đuôi lục giác của mình trong video này đều là có búa hết nha mọi người, đều có búa hết nha, kể cả con này nhá, kể cả con góc này nhá, đều có búa nhá. Đó. Đều có búa, nhưng mà trong video này thì con này nó đặc biệt ở chỗ đó là nó không phải là búa chữ T, nó không phải là cái búa đầu búa T nè, gõ à, nhưng con này là búa dầu thủy lực nha mọi người. Búa thủy lực nha. Búa thủy lực rất là êm và mạnh nha mọi người, rất là êm. Đó, thủy lực thì mọi người biết rồi. Đã nói về thủy lực là mọi người biết rồi. Thủy lực người ta còn dùng để đóng cọc, đóng đồ ẩm ẩm mà. Nên nói về độ mạnh của thủy lực thì mình không cần nói nhiều nữa nhé. Mình chỉ cần nhắc tới là thủy lực là mọi người hiểu. Nó là búa thủy lực nha. Thế thôi. Và búa thủy lực thì như thế nào? Bình thường á. Bình thường búa của mình là ví dụ như mình chẳng hạn như thế này. Đó, búa của mình mà. Bình thường búa của mình là một cái phần kim loại, gõ vào phần kim loại như thế này đúng không? Đó. Còn búa thủy lực là nó thuộc dạng ép thủy lực nên nó cứ phịch 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 phịch. Nó kiểu như lực thủy lực á, ép xuống là nó rất là êm tiếng và nó chỉ nghe tiếng phịch 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 thôi, chứ không phải búa xé như cái này đập bạch 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 như cái này nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ test con máy này. À, để mình đó, máy rất là êm. Thang rời thang ngoài 12V nhé. Đầu búa thủy lực nhé. Rồi. Để mình thử xem. Ôi ơi. Tìm xem được có cái đầu giữ cái đầu lại không. Tìm của mình đâu rồi mình kẹt thử này. À, để cái kìm đâu rồi ta.
Mình sẽ thử cái tiếng phịch 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 của này cho mọi người xem. À, để mình lái hai cái đầu này mình bỏ vào một con máy bắn vít khác đi. Bỏ vào một cái máy bắn vít khác mình cho mọi người nghe cái tiếng nó phịch 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 nhé. Đây, tiếng bạch 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 là của bên này nhá, của bên cái búa bên này. Đó, còn mọi người tiếng nghe này, nghe tiếng phịch 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 bên này này. Đó, mọi người nghe tiếng phịch không? Tại vì nó quay quá là bên này nó đá búa, bên này nó bị đá búa, mọi người nghe tiếng phịch phịch này. Còn đá búa bên này này, thấy không? Khi nào kêu cạch 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 là đây. Đó. Giờ không có thấy cái kìm của mình đâu, mình kẹp thử cái đầu mũi cho mọi người nghe cho nó rõ hơn mà thôi kệ. Cứ thế này đi. Ok chưa? Rất là đã nha. Dầu thủy lực. Rồi. Con này thì tất nhiên nó không, giá nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái con búa này. Ok. Con này mình bán cho những anh em mà chịu khó chơi với những cái tính năng đã này như thế này nha mọi người. Con này là con số 10. Số 10. Con này 790.000. Đó, 790.000. Quả binh xịn đẹp nữa nè. Đó, quả binh nè, thấy không? Đó, dễ gì mọi người có quả binh này. Dễ gì mọi người có quả binh tam giác mà zin mà nhìn thấy có báo binh rồi như thế này. Đó, thấy không? Ít lắm nha mọi người. Đó. Rồi, đây, tiếp theo. Rồi, bây giờ là đến mấy con đầu khía rồi như thế này. À, những con này. Thôi. Nhỏ. Đây, tiếp theo là con 9.6. À, mấy con 9.6 này. Đây. 9.6 này. Đó. 9.6. Makita 9.6 máy gọn nha. Máy gọn. Đó. Về 9.6 với 12V thì mình không nói nữa đâu. 9.6 với 12V thì về mình đều đóng pin li-ion lên 12V cả. 9.6 thì máy nó gọn gàng hơn và xài nó đỡ hao pin hơn là con 12V. Nhưng mà tất nhiên thì nó sẽ yếu hơn 12V một tí, là để mình đi làm hoàn thiện đồ này kia nó nhẹ nhàng con máy hơn và nó được lâu hơn, thế thôi. Còn 12V thì mình dùng những cái nó nặng nề hơn tí, mình đi làm hoàn thiện mà bắt ốc bắt đồ để bắt bóc bắt đồ bắt tủ bắt đồ thì nó nặng, còn dùng 9.6 thì nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu hơn và nó xài được lâu hơn, thế thôi. Ô, quay cắm lộn chiều rồi, ấn lại thử xem. Tắt tắt lại mà không cái cò nữa, phí nữa. Nghi. Rồi xong. Rồi, mình vừa cắm ngược chiều cái con máy này. Vừa. Máy đẹp quá. Nhưng mà con này mình vừa cắm, không biết nó có chạy hay không, nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó chạy, mà do mình cắm ngược chiều. Vừa cắm ngược chiều xong, lo ham nói chuyện quá nên cắm ngược chiều con máy này. Hiện tại là nó không chạy. Thì mấy anh em mà làm đồ này biết rồi, chỉ có cần là thay con diode trong này thôi. Con diode là con mà chống ngược chiều á mọi người, chống ngược chiều á. À, khi mà mọi người cho điện DC thì nó có chiều âm chiều dương, mà khi mọi người cắm ngược chiều nó trái con diode đó, thay đi thôi. Ok. Đấy. Đây con này rất là tiếc nha. Con này là con số 11. 11, con 9.6 này 150.000. Đó. 150.000. Tiếp theo tương tự 9.6 đây nữa. Thang rời thang ngoài nha mọi người. Thang rời thang ngoài, đầu dùng mũi đuôi lục giác và đều có búa nha, có búa nha. Thay con diode thì con diode thì có mấy ngàn đấy, mà cuối cùng là đó. Cuối cùng là mắc trăm ngàn, hơn trăm ngàn, vì là thử cái máy nó không chạy đầu đầu không đó. Nghĩ con kia nó cũng chạy thôi, chỉ có là mình cắm ngược chiều cái nguồn nên thành ra là nó lọt luôn.
được chiều cái nguồn nên là thành ra nó trái con diode thì thay đi thôi. Con này là con số 12, con này 270.000, không phải bàn cãi về nó nha. Đây này, rồi tiếp tục đây cho người xem. Đây là cái dòng, đây là cái dòng 12V cùng với cái dòng 9V6 này nhá. Đây là dòng 9V6 này, đây dòng 12V này, nhìn nó tương tự không? Đó, nhìn nó tương tự, đúng chưa? Con này thì hiện tại là không có vỏ pin nhá, không có vỏ pin. Về nhưng mà con này không có vỏ pin. Bỏ tay. Mình sẽ test cho mọi người. Rắc lại em đã nhé. Rồi, con này là số 13 không có vỏ pin. Con này 280.000 nha. Tiếp theo con này luôn đi, không có vỏ pin luôn. Con này Makita 12V không có vỏ pin, màu xanh lá. Cái màu xanh lá nhìn sáng màu nó đẹp nha. Dưới kia cũng có con được. Có đèn nha. Con này là con số 14, không có vỏ pin. Con này có đèn 300. Ok. Tiếp theo, xanh lá, chơi luôn xanh lá này. Đây, con này được cái quả pin cũng xịn nữa. Quả pin có chế độ báo pin ở phía sau này, nhìn nó ngầu này, đẹp này. Đó, 12V thang rời thang ngoài máy gọn nhé. 12V thang rời thang ngoài máy gọn nhé. Đã. Cái đời máy gọn vuông vuông cái tóc nó đã ghê luôn nhỉ. Đó. Ok. Máy khá là đẹp nha mọi người. Con này số 15. Con này 350.000. 15, 350.000. Quên. Không. Con này đúng ra là lỡ rồi nha mọi người. Đúng ra con này mà máy đẹp mà, con này mình phải bán là 380.000, 380.000. Mà nhớ rồi, nên là mình để y giá này nha. Nhớ rồi. Rồi tiếp theo, con này. Con này thì không thể nhớ được nữa rồi. Con này thì không thể nhớ. Makita thang rời thang ngoài máy gọn nha, máy gọn. Đấy. Con này thì không đẹp bằng con lúc nãy nhưng mà nó cũng là đẹp rồi. Con này có một cái vấn đề này, quả pin thì rất là đẹp nhưng mà có điều nó bị đứt chỗ này. Đó. Thì mình đây này, thì mình nứt cái này thôi, mình không lấy tiền luôn mọi người, lỡ mai, tại vì cái con máy này đẹp mà, nhưng mà cái vỏ pin nó cũng rất là đẹp nhưng mà có điều là nó bị nứt ở chỗ này. Thì như thế này, mình sẽ không lấy tiền vỏ pin này. Mình sẽ không lấy tiền vỏ pin này. Và mình nói luôn, nứt như thế này vẫn đóng pin được nhá. Đó.
Ví dụ như những cái vỏ bình khác mà cái vỏ phía trên này nứt thì vẫn đóng bình được bình thường, chả gì không được cả. Hôm lâu rồi, nói chung là cũng lâu rồi, hơn năm rồi mình cũng bán, mà có sơ xuất là cái điều là nó cũng bị nứt ở phía sau này, nhưng mà có điều là mình không để ý, thật sự là mình không để ý được, quay nhiều quá mình không để ý, nên thành ra có những anh khách anh phản ánh là nứt như thế này thì mình ok, mình vẫn trừ tiền mình bỏ ra, mình bảo anh là anh cứ em vẫn trừ tiền, em bỏ tiền cái quả pin ra cho anh, em chuyển khoản lại thì em trả tiền cho anh, nhưng mà em bảo là cái nứt như thế này thì anh vẫn đóng được bình thường, anh đóng xong rồi anh dán keo lại thôi, nó vẫn bình thường. Nhưng mà người ta lại gắt lên, thì mình trả tiền vẫn trả tiền lại bình thường, nhưng mà người ta gắt lên bảo quả pin nứt thế này mà bảo đóng được làm sao. Nhưng mà đúng là những người đấy thì thật sự là mình không thể giải thích và nói chuyện được cho mọi người. Đóng được hay không á, nó không phải chỗ nứt cái này, mà có chịu là mình có chịu khó mình xử lý hay không thôi, chứ còn thực ra nứt này nó là bình thường mà mình muốn tận dụng hay không thôi, chứ còn hạch sách làm gì những chuyện đấy. Còn mình đã trả tiền rồi thì thôi, thì coi như là quả pin mình không bán quả pin cho họ thôi, chứ không có cái gì cả. Cần thì họ mua thì mình gửi cho họ quả pin khác, còn nếu như họ có pin rồi thì mình trừ tiền cho họ thôi, không không ảnh hưởng gì đấy. Nhưng mà thì mình cũng hướng chỉ xử lý là quả pin có thể đóng lại được, nếu như anh xử lý rồi anh dán đồ lại thôi. Nhưng mà họ lại gắt gỏng với mình nên thôi mình cũng chịu, bảo anh bảo không đóng được thì anh cứ vứt đi thôi. Chứ thế là họ sợ mình là bảo là vẫn đóng được, thì là mình ý là mình không máy tiền ở đồ cho họ, nhưng mà mình vẫn chuyển được bình thường nha mọi người, không có gì cả, những cái chuyện này đơn giản mà. Đó đây, ok máy em nha. Ơi mà chạy tóc đã nữa rồi, coi như con này không có vỏ pin nha mọi người. Đó, vỏ của nó nhưng mà nó bị nứt nên mình coi như không có vỏ pin. Đó rồi, con này đúng ra là mình sẽ bán 370, 370. Con lúc nãy á 350, tại vì là mình quên, đấy, mình lỡ để giá rồi thôi, chứ không mình bán 38, 39. Nhưng mà con này thì nó mình cảm thấy nó không đẹp bằng con kia, nó không sáng màu, không đẹp bằng, thì con này mình lấy 370 và mình trừ ra quả pin này 50.000 thì là thành là 320.000 nha. Con này con số 16. 16 320.000. Đó. Đó rõ ràng luôn. Câu như quả pin này không có nha mọi người. Còn mình vẫn để vào quả pin nứt vào đây. Thế về đỡ nói chuyện đó, bằng chứng trên video không, về bảo quả pin nứt mà bán cho người ta nữa thì khổ. Mình đã bảo rồi mình không có tính tiền. Và đây có hai, có ba con đầu khía đây, thì mình sẽ quay hai cái con pin trượt nhất trước nhé. Hai con pin trượt thì một con màu xanh, một con màu vàng. Đây, quay con màu xanh trước. Đầu khía Makita 12V pin trượt nhé. Pin trượt có đèn, có chế độ đèn đây. Thì con này là dương ở dưới à. Rất là êm nha mọi người, đèn sáng. Ok. Đó. Đó. Rồi, con này là con số mười mấy nhỉ? 17. Số 17. Con này 490.000. 17 490.000. Đó. Con này á nó đẹp hơn hôm vừa rồi mình có bán mấy con 408 á, hổ nhiều lắm. Con này nó đẹp hơn, nhưng mà có điều là dòng này thì giá nó đã cao sẵn rồi. Nó đẹp hơn một tí thôi mình cũng lấy giá thế thôi, 48, 49. Đấy, vui vẻ. Tại vì mấy anh em cũng thích cái dòng đầu khía này mà. Đây, con này có móc luôn nè, có móc màu vàng. Đó, con này đây, kỹ nè. Đây không phải là xước, mà mấy anh Nhật nó chơi nó đóng cái dấu của nó luôn. Nó có cái dấu tiền của nó, hoặc là nó khắc bằng bằng cây mà nhúng lửa nha mọi người. Đó, đó khắc cũng cái tiền nó lên đây nha. Đó, chứ cái đấy không phải viết xước đâu, chỉ thẳng luôn thế. Có móc có dài luôn. Đấy, móc dài này mình bù lại cái vết mà nó in tay nó lên đây nha mọi người. Là ngang.
Nếu mà máy chạy thì ngang với con kia. Đấy, cái con hơi bị bắn, hơi kém đi sốc đi. Đấy, này, con hơi bị bắn, kém đi sốc đi, rồi. Đó, này, xích này. Về mọi người, về sân đi, chỗ này mọi người về lấy cái bóc sắt á, mọi người đánh đi cho nó ra, mọi người nhỏ xíu rồi với bãi nhỏ nhất đồ vào là nó trơn ok thôi. Còn máy chạy nha. Rồi. Đó, con này thì vệ sinh kỹ hơn con kia tí. Rồi. Mình bớt thêm 20 nữa đi. À, con này số 10 à. Số 18. Con này 460.000. Ok. Có dài có móc. Đây hai con này đều có dài có móc luôn nè. Hai con này cũng đều có dài có móc nè. Luôn nha. Đầu khí á, thang rời thang ngoài 12V đào dùng mũi đuôi lục giác đều có búa hết nha mọi người. Những con mà mình gắn đầu vít đầu mũi đuôi lục giác á, đều có búa hết nha. À, và mình cũng nói luôn là máy 12V là đều bắn vít được nha mọi người, đều bắn tôn được nha. Mà anh em hỏi có bắn tôn được không thì mình xin trả lời là 12. Thực ra 9V6 cũng bắn tôn được rồi nha mọi người. Đấy, 9V6 cũng đã bắn tôn được rồi. Nhưng mình nói luôn là 12V, cứ mua 12V về. Chuyên đi bắn tôn thì cứ mua 12V về bắn tôn là được. Ok. Ô, thấy bà rồi. Lại ham nói chuyện, lại cắm ngược chiều. Cắm ngược chiều ấy rồi mọi người. Rồi xong y rồi mà. Máy chạy nhá. Máy chạy lúc nãy mình cắm vô là nó có nhích rồi. Điện nó vừa qua nó nhích được rồi. Nhưng mà đó như mọi người thấy là nó bị đai cái con diode rồi. Đó, mình nói là những anh em mua của mình toàn thợ ấy mà là biết nhé. Mình coi của bình thử cho chắc ấy. À, đây. Mình cắm máy chạy nha. Lúc nãy mình thấy máy nhích rồi, máy chạy rồi. Mình cắm ngược chiều của pin nên là thành ra máy nó bị cháy diode. Con diode ở trong này về người thay đi thôi. Con diode thì mấy ngàn. Có mấy ngàn thôi mà giờ trừ mình phải trừ tiền cho mọi người thôi, chấp nhận thôi chứ sao giờ. Con này là số 19. Con này số 19. 19. Con này đúng ra mà nó chạy thì con này là mình bán bao nhiêu mình quay mà mình nhớ thôi. Là 430. Nhưng mà giờ nó bị cháy diode trong này rồi, mà mình thử lúc nãy có nhích chạy rồi, motor có nhích là mình biết nó chạy rồi. À, con này là mình sẽ bán với giá của nó là 300 mốc trừ hơn 100 vì cái tội ham nói chuyện mà để cháy mấy con diode chỗ này. Ok. Này tiếp theo. Con này. Tương tự nha mọi người. 12V Makita đầu khía, thang rời thang ngoài và đầu dùng mũi đuôi lục giác nhé. Đó, giờ cắm lại là không thể ngược chiều nữa rồi, để ý rồi. Hôm nay để trái hai cái con diode rồi. Ok, nó chạy đã thế này mà. Ok nha. Rồi. Quá là buồn, mắc mấy trăm ngàn vì hai con diode. Con này con số 20. Con này 430.000. Ok. Rồi, kết thúc con máy số 20 cũng là kết thúc video ngày hôm nay của mình nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nhớ like, share video và comment đại cái gì bên dưới ủng hộ mình nha mọi người. Và mọi người mua hàng thì
Liên hệ số điện thoại này giúp mình 0854901685, điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo nhé. Ok, cảm ơn người rất nhiều.